Ông chị miếng cơ. Em đi học thứ bảy chủ nhật nghỉ ha em. Giờ chị hỏi em nói cũng được. Cái gì tuần 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 sau thứ bảy. Làm yên em, làm yên, làm yên. Nhẹ tay nhất rồi đấy. Gặp mấy chỗ kia là nó dày vò mặt em thôi. Tay chị nghĩ chắc lần đầu em đi lấy mụn mà mụn em nó nhiều quá. Khó chút nha. Em ăn đẹp trai nha, nha Hi nha. Chắc đừng kén nữa. Xuống cơm đi.
Thủy ăn rồi. Phải nhẹ đừng có cho nó rung cái mặt. Phải nhẹ đừng cho rung mặt. Cơm
đâu ta.
Em đâu hút thuốc đâu đúng không em? Dạ. Em có hút thuốc à? Không.
Mấy giờ rồi Yên? Chưa rồi. Làm thịt chứ bữa đó là hả? Chua lắm luôn á. Chua. Nhưng mà trái bưởi không làm thì sợ ra nó hư. Tại vì cái bớt nó thấy cái đứt nó là biết sao đè nặng mạnh quá nó chua luôn. Ừ. Ừ. Ăn thì nếu mà cứ ăn hơi chua thì ăn được. Tại nhiều lúc như với chị thì ít ăn chua lắm. Thôi chấm muối ăn được á. Coi được chứ con Thảo hết thằng chùa. Ừ. Chị sẽ nha em. Sắp đẹp rồi. Có lên. Lấy giùm nhìn thử cái bao tay nha.
lấy cái tem. Ai à, mình là mẹ gì
Ủa, con khẩu luôn hả? Dạ. Dấu chấm hả em? Dạ, dạ. Thank you.
sạch. Cho em cái sạch với. Lấy em chị cái lùa với. Mấy phút à? Một tiếng. Mấy phút. Giờ nhắn sát được phút. Một tiếng. Chỉ kìa nãy kia gần tiếng nè. Một tiếng.
viêm quá. Mình chịu khó chút nha. Này cái ô viêm này giống bữa anh kia bị không? Rồi đi về cắt ra. Yeah. Hmm?